Cực sốc, MU chi đậm 150 triệu đón Mbappé về Old Trafford. MU chốt thành công thương vụ Harry Kane. FA công bố bằng chứng MU bị trọng tài xử ép. Ten Hag chốt tương lai sao trẻ Pellistri. Cực sốc, MU chi đậm 150 triệu đón Mbappé về Old Trafford. Đội chủ sân Old Trafford có thể phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ trong phiên chợ hè sắp tới. Manchester United dự kiến sẽ tiến hành nâng cấp mạnh mẽ hàng công với một tiền đạo trung tâm đẳng cấp vào mùa hè tới. Gần đây, đội chủ sân Old Trafford đang được liên kết mạnh mẽ với Harry Kane và Victor Osimhen. Nhưng theo một báo cáo từ Tây Ban Nha, Quỷ Đỏ có thể sẽ thực hiện một động thái gây sốc trên thị trường chuyển nhượng. Cụ thể, tờ Dofo Citazes dẫn nguồn bởi Cup Offside cho hay, trong bối cảnh Real Madrid không sẵn sàng chi tiền cho Mbappe trong mùa hè và muốn ký hợp đồng miễn phí với ngôi sao người Pháp vào năm 2024, Man United muốn tận dụng thời cơ này để cố gắng ký hợp đồng với Mbappe trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Theo đó, Man United sẵn sàng chi 150 triệu euro để đón Mbappe về Old Trafford, một mức phí mà phía Paris Saint-Germain cũng sẽ chấp nhận. Tuy nhiên, nguồn tin trên còn cho biết Mbappe muốn chuyển đến Real Madrid hơn và sẽ cần một số sự thuyết phục đến từ phía MU để chân sút này cập bến Old Trafford. Tất nhiên, Quỷ Đỏ cũng cần phải chi trả một mức thù lao khổng lồ cho Mbappe. MU chốt thành công thương vụ Harry Kane. Erik ten Hag muốn Harry Kane trong đội hình MU mùa tới nhưng cũng xác định không để thương vụ kéo dài, tránh sôi bỏng hỏng không như đờ rông. MU sẵn sàng biến Harry Kane của Tottenham thành cầu thủ Anh đắt giá nhất trong lịch sử ở phiên chợ hè đang dần đến. Các thông tin cho hay, Erik ten Hag đã nói với các xếp bự Quỷ Đỏ ưu tiên ký đội trưởng tuyển Anh để bổ sung đội hình đủ sức mạnh cạnh tranh tranh đua các danh hiệu. Tuy nhiên, MU cũng biết rất rõ đàm phán với chủ tịch Tottenham Daniel Levy là không dễ dàng. Vào mùa hè 2021, Man City đã thất bại trong nỗ lực đưa Harry Kane đến sân Etihad khi người đứng đầu gà trống thành London từ chối các cuộc nói chuyện. Trong quá khứ, các xếp bự MU cũng đã phải trải qua cảnh chầy chật trong các cuộc thương lượng với Levy, kéo dài suốt từ mùa hè 2008 rồi mới ký được với Dimitar Berbatov vào ngày cuối chuyển nhượng. Erik ten Hag cần một trung phong hàng đầu cho đội hình MU mùa tới và nhất thiết có càng sớm càng tốt khi thị trường mùa hè mở cửa. Do vậy, ông và cả MU xác định không để đàm phán mua Harry Kane kéo dài làm ảnh hưởng đến kế hoạch mua sắm. Đội đã có bài học đáng giá hè năm ngoái khi theo đuổi đờ rồng suốt mùa hè, tốn bao công sức đi lại sang Tây Ban Nha. Nhưng rốt cuộc, tiền vệ người Hà Lan vẫn một mực từ chối tái ngộ thầy cũ Erik ten Hag bởi chỉ thích được chơi cho Barca. Đến hiện giờ, đờ rồng vẫn giữ nguyên ý định này. Như vậy, trường hợp MU thấy quá gian nan trong thương vụ Harry Kane sẽ chuyển hướng sang các mục tiêu khác, trong đó có cái tên đang được nhiều ông lớn châu Âu muốn có là Victor Osimhen của Napoli. FA công bố bằng chứng MU bị trọng tài xử ép. Man United từng là đội bóng được các trọng tài o bế tại nước Anh, nhưng bây giờ họ lại đang trở thành con ghẻ của các ông vua áo đen. Ở trận đấu tại vòng 27 Premier League 2022-2023, Man United đã bị Southampton cầm hòa với tỷ số 0 đều đầy tiếc nuối. Điểm nhấn của trận đấu này chính là những pha xử lý gây bất lợi của trọng tài cho đội chủ nhà. Trọng tài Anthony Taylor đã có ít nhất 3 tình huống khiến các cổ động viên của Man United phải nóng mắt ở trận đấu này. Đầu tiên là phút 32 trận đấu, thời điểm tỷ số đang là 0 đều, Casemiro thực hiện pha chuyền bóng và gầm giày của anh tìm đúng ống đồng của tiền vệ Carlos Alcaraz bên phía Southampton. Ngay lập tức, trọng tài Anthony Taylor rút tấm thẻ vàng cho cầu thủ người Brazil. Nhưng sau khi tham khảo VAR, ông Taylor quyết định xóa thẻ vàng thay bằng tấm thẻ đỏ trực tiếp cho Casemiro vì hành vi phạm lỗi nghiêm trọng. Nhưng đó chưa phải là tranh cãi duy nhất của ông Taylor ở trận đấu này. Phút 41, Bruno Fernandes ngã trong vòng cấm của Southampton sau cú tắc bóng của Walker Peters. Nhưng trọng tài Taylor lại xua tay và VAR cũng chẳng xem lại tình huống. Chỉ 2 phút sau, bóng chạm tay khá rõ ràng của Bella Kotrap bên phía đội khách sau đường căng ngang vào trong của Marcus Rashford, nhưng không có quả penalty nào cho Man United. Thực tế đây không phải là lần đầu tiên ông Taylor khiến cho các cổ động viên của MU sôi máu. Còn nhớ chính ông này là người đã mắc lỗi nghiêm trọng ở trận thua 1-3 của MU trước Aston Villa vào hôm 6 tháng 11. Cụ thể phút 11, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Aston Villa, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Trọng tài Taylor đã bước 12 bước để kẻ vạch dựng hàng rào, trong khi khoảng cách chuẩn là 10 yards, tầm hơn 9 mét, tương đương 10 đến 11 bước chân. Không chỉ vậy, các cầu thủ Aston Villa đã đặt quả bóng tiến gần hơn với vòng cấm với một khoảng cách rất xa so với điểm phạm lỗi. Với một khoảng cách gần như vậy, cùng hàng rào khá xa của MU đã mở ra một góc sút không thể nào đẹp hơn nữa cho Lucas Digne. Tờ Men hé lộ rằng Eriksen đã chỉ cho trọng tài lỗi sai một cách lịch sự, nhưng vị vua áo đen này đã ngó lơ ý kiến của cầu thủ người Đan Mạch. Sau trận đấu, huấn luyện viên Erik ten Hag khẳng định ông cũng nhìn ra vấn đề ở cự ly làm hàng rào. MU đã báo cáo vấn đề với PGMOL, cơ quan điều hành trọng tài, và ông Taylor đã bị xử phạt một cách nghiêm khắc. Nhưng không chỉ có một mình ông Taylor, mà Man United còn từng bị nhiều trọng tài khác thổi cực kỳ nghiêm khắc. Với 58 thẻ vàng, MU cao thứ 6 giải đấu. Họ cũng đã có tới 2 thẻ đỏ, đều là của Casemiro, chỉ ít hơn 4 đội khác.
Số pha phạm lỗi của MU là 296, cao nhất giải đấu, nhưng điều đáng nói là số pha bị phạm lỗi của MU chỉ là 201, thấp nhất Premier League 2022-2023. Tức là trọng tài nặng tay với MU bao nhiêu thì nhẹ tay với các đối thủ đá với MU bấy nhiêu. Ví dụ điển hình là các ngôi sao của MU như Christian Eriksen và mới nhất là Alejandro Garnacho đều bị đối thủ phạm lỗi cực nặng. Trong khi cầu thủ MU gặp chấn thương thì đối thủ lại chẳng hề phải nhận một thẻ phạt nào. Trong khi đó, Casemiro đã phải nhận hai thẻ đỏ từ đầu mùa một cách đầy tranh cãi. Đầu tiên là tình huống anh đưa tay lên cổ Will Hughes để ngăn cản anh này trong một pha tranh chấp ở trận đấu với Crystal Palace. Đây chỉ là một cú đẩy nhẹ nhưng sau khi xem lại VAR, trọng tài đã quyết định rút thẻ đỏ với cầu thủ người Brazil. Điều này khiến cho rất nhiều người và cả bản thân Casemiro cũng không thể hiểu nổi. Mới nhất là ở trận hòa Southampton, pha vào bóng của Casemiro có lẽ không quá thô bạo và Alcaraz cũng không gặp chấn thương gì nhưng anh vẫn phải nhận thẻ đỏ. Đáng chú ý là ở trận đấu trước đó giữa Leicester và Chelsea, Ricardo Pereira cũng có pha phạm lỗi tương tự với João Felix nhưng lại chẳng nhận một thẻ phạt nào. Rõ ràng là MU đang trở thành cái gai trong mắt của các trọng tài ở thời điểm hiện tại. Đáng chú ý là cách đây hơn thập kỷ, Guardian từng có nghiên cứu về việc trọng tài thiên vị MU ra sao. Khi đó Man United vẫn được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson và có lẽ cái uy của ông đủ lớn để các trọng tài không dám gây bất lợi cho Quỷ Đỏ. Nhưng giờ thì khác rồi, các fan của MU cần phải quen với việc đội bóng của họ giờ chả là cái đinh gì trong mắt các trọng tài. Ten Hag chốt tương lai sao trẻ Pellegrini. Man United được cho là sẵn sàng để Facundo Pellegrini, 21 tuổi, ra đi theo dạng cho mượn. Cầu thủ chạy cánh này đã gia nhập Quỷ Đỏ với giá chuyển nhượng 9 triệu bảng vào năm 2020. Anh có 6 lần ra sân từ băng ghế dự bị cho đến thời điểm này của mùa giải. Nhưng anh vẫn chưa có trận đá chính đầu tiên mặc dù đã gây ấn tượng với huấn luyện viên Erik Ten Hag trong các buổi tập. Theo Manchester Evening News, huấn luyện viên người Hà Lan muốn cho anh ra đi để thúc đẩy sự phát triển của cầu thủ này. Pellegrini được cho mượn 2 lần liên tiếp tại Alaves và giành toàn bộ mùa giải trước ở La Liga. Anh trở lại Old Trafford vào đầu mùa giải và có trận ra mắt đội 1 vào tháng giêng trước Charlton ở Carabao Cup. Kể từ đó, cầu thủ chạy cánh này đã gây ấn tượng cả trên cỏ lẫn trong sân tập luyện. Sau chiến thắng 4-1 của MU trước Real Betis tuần trước, Ten Hag nói với MU TV, cậu ấy là tấm gương cho sự nỗ lực bằng những màn trình diễn trên sân tập. Và tôi đã nói vào một ngày khác, tôi đã không chọn cậu ấy cho trận đấu với Liverpool và điều đó thậm chí không hoàn toàn hợp lý bởi vì cậu ấy đã tập luyện rất tốt. Bây giờ là thời điểm để Pellegrini ra sân vì cậu ấy đã tập luyện trong một khoảng thời gian dài hơn. Điều khiến tôi ấn tượng là anh ấy vào sân và ngay lập tức thể hiện mình. Pellegrini là một trong hai cầu thủ của Man United dự kiến sẽ được đem cho mượn cho mùa hè này. Anthony Elanga cũng chuẩn bị rời Old Trafford để tìm kiếm suất đá chính thường xuyên.